rất bình tĩnh. Cơ hội không vào, rất đáng tiếc. Cú sút ngay, hai pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ Đống Đa. Rất nhanh. Ngay từ phút thi đấu đầu tiên, cơ hội đã đến với các cầu thủ Đống Đa. Quả đá phạt góc dành cho Trương Định. Pha treo bóng vào. Pha xử lý an toàn. Đường chuyền dọc biên khá tốt. Nhưng đội trưởng của Trương Định, cầu thủ mang áo số 13 Đức Tuấn đã can thiệp kịp thời. Pha treo bóng. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho Đống Đa. Trận đấu diễn ra với một tốc độ cao ngay từ những phút đầu tiên. Bóng không qua được rào. Và bây giờ sẽ là quả đá biên dành cho các cầu thủ Trương Định. Vẫn là Trương Định đang có bóng. Minh Tiến. Đường chuyền của Minh Tiến khá tốt. Đã có tình huống vào bóng từ phía sau. Pha phạm lỗi của Mạnh Hùng đối với Ngọc Tiến. Được chuyển xuống biên. Và phòng ngự tốt. Bây giờ sẽ là cơ hội tấn công dành cho các cầu thủ áo xanh. Minh Tiến. Xuân Khôi. Không được. Cả hai đều cho thấy khả năng phối hợp và tổ chức khá tốt trong những pha lên bóng của mình. Khả năng chơi chân của thủ môn bên phía Trương Định là khá tốt. Không được. Minh Tiến. Bóng trở lại với cầu thủ mang áo số 24. Vẫn còn. Bóng vẫn trong cuộc. Viết Quang. Thủ môn của Trương Định ngày hôm nay là Đặng Minh Tuấn. Đức Tuấn. Bóng trở lại với Viết Quang. Xuống biên. Không được. Tiếp tục là một quả đá phạt góc dành cho các cầu thủ Trương Định. Hai đội đang tỏ ra khá cân tài cân sức.
rất căng. Một pha phối hợp tốt của các cầu thủ Trương Định. Cú dứt điểm cuối cùng thiếu chính xác. Minh Tiến. Pha mở khá tốt, cơ hội. Không vào. Rất đáng tiếc, lại một cơ hội rất rõ nét nữa dành cho các cầu thủ Đống Đa. Vừa rồi là cú dứt điểm bằng chân phải của Mạnh Hùng. Một tình huống dứt điểm rất thoải mái. Hàng phòng ngự của Trương Định vẫn đang có những khoảng trống. Bây giờ là cơ hội cho đội bóng áo hồng. Cú sút ngay. Bóng vẫn trong sân. Minh Tiến. Vẫn còn. Và cài người tốt. Không được. Tình huống hết biên. Rất căng. Và xử lý tốt của Minh Tiến. Xuống biên. Rất chống trải. Cơ hội. Không được. Vẫn là Minh Tiến. Đường chuyền. Các cầu thủ Đống Đa đang ép sân. Dứt điểm, không vào. Tiếp tục là một cú sút nữa, nhưng lần này là pha dứt điểm của Văn Phương. Mất bóng rất nguy hiểm. 2-2. Minh Tiến không được. Đường chọc khe không thành công. Các cầu thủ Trương Định trong những phút vừa qua đang chơi với một đội hình thấp, chờ đợi cơ hội phản công. Bóng dài, không khó đối với hàng phòng ngự của Đống Đa. Khá nhịp nhàng. Minh Tiến. Mở xuống biên, không được. Văn Phương rất chống trải. Cơ hội. Văn Phương không vào. Những pha tấn công có nét của các cầu thủ Đống Đa, nhưng họ vẫn chưa có bàn thắng. Trương Định vẫn đang chơi phòng ngự và chờ đợi cơ hội. Không được. Vừa rồi là tình huống đánh đầu của Hoàng Việt.
Trèo bóng vào, không vào. Tư thế đánh đầu rất thoải mái. Cú đánh đầu là của Đinh Thành Kiên, nhưng vẫn chưa có bàn thắng. Không được. Pha xử lý an toàn của Văn Phương. Cơ hội đã được tạo ra cho cả hai đội, đặc biệt là với Đống Đa. Nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Bây giờ là pha tấn công của Trương Định. Bóng dài. Cơ hội phản công. Tình huống đạp bóng của một cầu thủ Trương Định. Đống Đa đang chơi với cầu thủ mang áo số 7 là Đinh Thành Kiên như tiền đạo duy nhất. Một pha phá bóng bằng chân. Thủ môn Bùi Trường Thịnh của Đống Đa mang áo số 9. Cú đánh đầu phá bóng của Minh Tiến. Cơ hội tấn công cho các cầu thủ Đống Đa. Đường chuyền không thành công. Vẫn còn. Minh Tiến. Không thể dứt điểm. Trọng tài đã thổi phạt. Sẽ có một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Đống Đa. Đá phạt nhanh. Đường chuyền tốt, không vào. Một pha chuyền bóng cọc hài rất hay. Đó là tình huống chuyền bóng của Xuân Khôi. Nhưng đáng tiếc là một lần nữa thì Mạnh Hùng lại dứt điểm không thành công. Bây giờ là tình huống tấn công của Trương Định. Rất hay, cơ hội, không vào. Cơ hội rõ nét nhất kể từ đầu trận của các cầu thủ Trương Định. Và chỉ một chút nữa thôi, thiếu một chút may mắn thôi thì Trương Định đã có được bàn thắng mở tỷ số. Nhưng cú dứt điểm lại là quá hiền. Đó là pha thoát xuống và dứt điểm của Hoàng Việt, cầu thủ mang áo số 10 bên phía Trương Định. Một pha bóng dài. Vẫn còn. Cơ hội tấn công cho các cầu thủ áo xanh. Vẫn còn. Không vào. Pha xử lý của Đinh Thành Kiên. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Rất căng.
bóng đi cắt ngang gôn nhưng không có ai có thể chạm bóng. Đã có tình huống phạm lỗi của hậu vệ bên phía Đống Đa. Người phạm lỗi là đội trưởng Hiển Vinh. Một tình huống tác động từ phía sau. Cự ly đá phạt là khá gần. Nếu như phối hợp tốt thì các cầu thủ Trương Định hoàn toàn có thể biến thành một cơ hội để mang về bàn thắng. Đứng trước bóng đang là Lê Quỳnh, cầu thủ mang áo số 88, và Văn Khiên. Lê Quỳnh và Văn Khiên. Và bên trái là Viết Quang. Khá nguy hiểm. Một tình huống phối hợp đá phạt tốt. Minh Tiến. Và mở bóng tốt sang bên cánh trái cho Xuân Khôi. Trở lại với Minh Tiến. Xuân Khôi cơ hội. Cú sút không vào. Số lần dứt điểm là khá nhiều. Một pha phá bóng an toàn. Cơ hội cho các cầu thủ áo hồng. Qua người, dứt điểm không vào. Một pha xử lý tốt của Ngọc Tiến. Xuân Khôi. Pha tiếp bóng tốt. Cơ hội không được. Cú sút từ rất xa. Chị ơi, con nổ điện không chị? Con nổ điện không ạ? Sao hết pin chị ạ? Trận đấu vẫn đang có tỷ số là không đều. Có pin ở trong đấy cũng được ạ. Và xử lý tốt. Khá rườm rà, mất bóng rồi. Cơ hội. Không được. Không vào. Vẫn là Mạnh Hùng và vẫn là vị trí ở cột 2. Nhưng cho đến lúc này thì cầu thủ mang áo số 8 của Đống Đa vẫn chưa một lần đưa được bóng vào lưới. Dạ. Rồi em tí. Rất nhiều cơ hội. Đức Tuấn, cú sút ngay. Đã có tình huống không hiểu ý. Một pha băng ra không thực sự hợp lý của thủ môn bên phía Đống Đa. Quả đá biên cho Trương Định.
không khó đối với thủ môn của Đống Đa. Văn Phương. Vẫn còn. Không được. Cơ hội phản công cho Trương Định. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ áo hồng. Dạ. Đợi em tí ạ, em đang quay nốt xong rồi. Hết hiệp 1 chị ạ. Thời gian còn lại của hiệp đấu thứ nhất là không nhiều. Và cắt bóng của Minh Tiến, 3-3, không được. Tí cứ cắm điện chị ạ, cho nó ấy. Vâng, cắm điện cho nó. Bây giờ thì hai đội đang chơi với thế trận chặt chẽ. Bóng dài. Văn Phương. Không được. Pha mở bóng không tốt. Tình huống xử lý của Thành Kiên. Mất bóng. Minh Tiến không được. Pha can thiệp kịp thời của Lê Quỳnh. Cơ hội. Không vào. Rất sôi nổi. Bóng trở lại với Minh Tiến. Văn Phương. Sút rất căng nhưng không thực sự hiệu quả. Bóng vẫn trong sân. Pha xử lý có phần mạo hiểm. Lúc này trận đấu vẫn đang có tỷ số là không đều, vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cho dù cả hai đội đã tạo ra khá nhiều cơ hội. Văn Phương treo bóng vào. Lê Quỳnh. Không được. Lúc này trọng tài đã nổ hơi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Sau hiệp đấu đầu tiên vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ trở lại với hiệp 2 của trận đấu sau ít phút nữa. Can't take you.
Các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại với hiệp 2 của trận đấu giữa Trường Định và Đống Đa. Hiệp 1 của trận đấu đã khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi, và trong hiệp đấu thứ hai này cả hai đội sẽ tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Ở hiệp đấu thứ hai, Đống Đa trong trang phục áo xanh và quần đen bảo vệ khung thành bên phía phải màn hình của quý vị và các bạn. Hiệp 1 là hiệp đấu mà cả hai đội đã tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Những chân sút vẫn tỏ ra vô duyên trước khung thành của đối phương. Đây là Văn Phương, pha xử lý tốt. Đường chuyền dọc biên. Không thể đưa bóng vào trong. Đã có tình huống phạm lỗi. Người phạm lỗi là Lê Quỳnh. Văn Phương sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Khá nguy hiểm. Phạt góc cho Đống Đa. Lê Quỳnh khá nguy hiểm. Một quả phạt góc khác cho đội bóng áo xanh. Ở ngay phút đầu tiên của trận đấu này thì Đống Đa đã có một cơ hội rất rõ nét nhưng họ không thể dứt điểm thành công. Và ở những phút vừa qua, những phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, Đống Đa vẫn là đội đang ép sân. Hoàng Việt. Tình huống phạm lỗi là của Mạnh Hùng. Mạnh Hùng đã bỏ lỡ ít nhất là 3 cơ hội rõ nét trong hiệp đấu đầu tiên khi đứng ở vị trí cọc 2.
Đánh đầu không vào. Một pha treo bóng và đánh đầu rất nguy hiểm của các cầu thủ Trương Định. Nhưng rất may cho Đống Đà là bóng đã đi vọt sang ngang trong gang tấc. Văn Phương. Như vậy không phải là Văn Phương mà là Xuân Khôi. Văn Phương đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Vẫn còn. Đưa bóng vào. Khá nguy hiểm. Mạnh Hùng là người đã mang về bàn thắng, nhưng đó là một bàn thắng có 99% của sự may mắn. Dù sao thì Đống Đa cũng đã có bàn thắng. Nhưng có lẽ là Mạnh Hùng cũng chỉ biết là mình đã ghi bàn khi trái bóng đi vào lưới mà thôi. Pha đấm bóng của thủ môn Minh Tuấn bên phía Trương Định đã đưa bóng đập trúng vào chân của Mạnh Hùng và bay thẳng vào lưới trong con mắt ngỡ ngàng của cầu thủ cả hai bên. Tỷ số là 1-0 cho Đống Đa. Rất bất ngờ. Bàn thắng đến có phần may mắn. Và chắc chắn là với tình huống thủng lưới thiếu may mắn như vừa rồi thì Trương Định sẽ phải chơi tấn công ở những phút tiếp theo. Nếu như trận đấu khép lại với tỷ số hòa thì hai đội sẽ phải phân định thắng thua trên luật luân lưu. Nhưng bây giờ thì bàn thắng đã đến. Các cổ động viên của Đống Đa đang có mặt bên đường pit và đang cổ vũ rất nhiệt tình. Mạnh Hùng. Minh Tiến. Đường chuyền tốt, cơ hội. Không vào, vẫn không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Đống Đa. Pha dứt điểm của Thành Kiên. Bóng dài. Văn Phương. Trương Định đang đẩy cao đội hình. Trận đấu đang diễn ra hết sức sôi nổi. Đường chuyền của Minh Tiến. Ngọc Tiến. Lại là một pha bóng dài khá trống trải nhưng không được. Pha xử lý không tốt của Dương Ngọc Quỳnh. Văn Phương. Đống Đà vẫn đang chơi với một đội hình tương đối cao. Trương Định đang rất nỗ lực tìm kiếm bàn thắng. Bóng dài, không qua được Minh Tiến. Trương Định đang đẩy cao đội hình để chơi tấn công. Minh Tiến. Không được. Cơ hội.
vẫn còn, không vào. Pha bỏ lỡ rất đáng tiếc của Thành Kiên. Tưởng như bàn thắng thứ hai đã đến với Đống Đa nhưng không. Bóng khẽ chạm cột dọc, chính xác hơn là điểm nối giữa xà ngang và cột dọc và đi ra ngoài. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn. Trong thế rượt đuổi, Trương Định phải chơi tấn công. Và bắt bóng tốt. Rất nỗ lực. Vẫn còn. Đường truyền tốt, Văn Phương. Minh Tiến. Vẫn còn. Không được. Tình huống phạm lỗi. Một cầu thủ của Trương Định đã bị đau. Đó là Ngọc Tiến. Ngọc Tiến đã bị đau và sẽ phải rời sân. Ngọc Tiến là cầu thủ chơi khá tốt trong đội hình của Trương Định. Người vào sân để thay cho Ngọc Tiến là Việt Hùng. Pha phá bóng rất dứt khoát. Đưa bóng vào. Rất trống trải. Không vào. Một pha dứt điểm nhẹ nhưng hiểm hóc và quả phạt góc dành cho các cầu thủ Trương Định. Khá nguy hiểm. Văn Phương. Không được. Trọng tài xác định một quả đá phạt cho các cầu thủ Trương Định. Đường truyền tốt, cơ hội. Không thể dứt điểm. Lợi thế vẫn đang thuộc về các cầu thủ Đống Đa. Và bây giờ thì đội trưởng của họ, Nguyễn Hiển Vinh đang bị đau. Đội trưởng của Đống Đa vẫn chưa thể tiếp tục thi đấu. Khá nguy hiểm, cơ hội.
Cơ hội. Không được. Bây giờ thì nhiệm vụ của Đống Đa chỉ là phòng ngự mà thôi. Văn Phương, đường truyền của Minh Tiến. Pha xử lý tốt. Mất bóng khá nguy hiểm. Cơ hội. Không vào. Cú sút khá tốt nhưng bóng tìm đến đúng vị trí của thủ môn bên phía Đống Đa. Cú sút từ xa. Liên tục là những pha dứt điểm của các cầu thủ Trương Định và đó đều là những pha dứt điểm trúng đích. Tuy nhiên hàng phòng ngự của Đống Đa vẫn đang chơi chắc chắn và an toàn. Đức Tuấn treo bóng vào. Văn Phương. Pha mở bóng cho Đức Tuấn. Không vào. Liên tục là những cú dứt điểm từ xa. Mất bóng khá nguy hiểm. Tuy nhiên ngay sau đó thì Văn Khiên đã kịp thời phá bóng đi hết biên. Không được. Và phá bóng rất mạnh. Đưa bóng vào, không được. Cơ hội phản công, Mạnh Hùng. Khá nhịp nhàng. Lại là bóng dài, đường truyền tốt. Không được. Sự thay đổi người bên phía Đống Đa. Mạnh Hùng rời sân. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đến lúc này. Người được tung vào sân là Vũ Thanh Tuấn, cầu thủ mang áo số 5. Khoảng cách chỉ là một bàn và thời gian vẫn còn khá nhiều. Tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về phía các cầu thủ Đống Đa. Cơ hội dành cho Trương Định. Đường truyền không được. Pha tiếp bóng không tốt.
Trận đấu vẫn đang diễn ra rất sôi nổi. Rất quyết liệt. Trọng tài xác định không có lỗi. Cơ hội. Không vào. Một pha cứu thua trên vạch vôi. Rất đáng tiếc cho Trương Định. Bóng được đưa xuống biên. Mất bóng rồi. Có thể nói những phút vừa qua Trương Định đang tạo ra sức ép rất lớn. Và họ chỉ thiếu một chút may mắn. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận là hàng phòng ngự của Đống Đa đang chơi một cách quả cảm và lăn xả. Treo bóng vào. Không được. Thủ môn của Đống Đa đã bị đau. Như vậy là thủ môn của Đống Đa đã bị chuột rút. Và các bác sĩ đã ngay lập tức xuất hiện. Trận đấu được tiếp tục. Đường chuyền rất dài. Bây giờ thì nhiệm vụ chính của các cầu thủ áo xanh chỉ là phá bóng mà thôi. Đã có tiếng còi của trọng tài. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ cao. Đưa bóng vào. Vẫn là 1-0 cho Đống Đa. Và bây giờ thì Trương Định vẫn đang rất cố gắng. Và treo bóng vào. Đường chuyền tốt. Cơ hội dành cho các cầu thủ Đống Đa. Hiền Vinh. Minh Tiến. Và mở bóng tốt. Cơ hội Văn Phương. Không vào. Và xử lý tốt, vẫn còn. Cú sút ngay. Và xử lý của Thanh Tuấn. Cơ hội phản công. Vẫn còn. Không vào. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ cao. Minh Tiến.
sự thay đổi người bên phía Trương Định. Khá nguy hiểm. Nói 1-0 anh nghe, mỗi thứ 0. Vẫn còn thời gian cho Trương Định và đội bóng áo hồng vẫn đang rất cố gắng. Hoàng Việt. Thủ môn Minh Tuấn đã lên rất cao. Thịnh ơi! Tô! Một đường bóng rất dài. Rất khẩn trương. Đá biên dành cho các cầu thủ Trương Định. Kia đây. Tô, đi bộ cầu thủ ra, Đi bộ cầu thủ thôi. Rồi, ok, từ từ. Mạnh Hùng, cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận đấu cho đến lúc này, đã trở lại sân. Những phút cuối rất hấp dẫn. Vẫn còn. Văn Khiên. Không khó đối với thủ môn của Đống Đa. Đường truyền của Văn Phương. Đây là Văn Khiên. Cơ hội. Không được. Lại, chậm lại. Lợi thế vẫn đang thuộc về Đống Đa. Và thời gian còn lại của trận đấu là không nhiều. Ngọc Quỳnh. Pha xử lý khá tốt, cơ hội. Một pha phòng thủ có thể nói là lăn xả của Minh Tiến. Một lần nữa thủ môn của Đống Đa lại can thiệp. Pha xử lý tốt. Không được. Rất nỗ lực nhưng vẫn chưa thể thành công. Những giây phút cuối cùng, những cơ hội cuối cùng dành cho các cầu thủ áo hồng. Đang thắng 1-0. Không được. Tiếp tục là quả đá phạt góc cho Trương Định. Thank you.
Rất căng thẳng những giây phút cuối cùng, và đây có thể là pha bóng cuối cùng. Kịp không? Qua người. Rất nỗ lực. Quả đá biên. Vẫn còn một chút cơ hội dành cho các cầu thủ áo hồng. Các cổ động viên của Đống Đa đã sẵn sàng cho một chiến thắng. Và họ đang rất chờ đợi tiếng còi mãn cuộc. Rất căng thẳng. Văn Kiên. Không được. Hết giờ. Trận đấu đã kết thúc và tỷ số cuối cùng là 1-0, nghiêng về phía các cầu thủ Đống Đa. Một trận đấu rất hấp dẫn. Trương Định cũng đã cho thấy sự kiên cường và nỗ lực của mình, nhưng ngày hôm nay Đống Đa là những người may mắn hơn. Trận đấu đã khép lại với bàn thắng duy nhất thuộc về Lê Mạnh Hùng, cầu thủ mang áo số 8 của Đống Đa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi những trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Hà Nội 94-97 năm 2019 của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những vòng đấu tiếp theo.